gì gục ngã trước Dortmund. Rạng sáng mùng 2 tháng 5 giờ Hà Nội, PSG để thua Dortmund 0-1 ở bán kết lượt đi Champions League trên sân Signal Iduna Park. Phút 36, Nico Schlotterbeck truyền dài vượt tuyến từ sân nhà để Niklas Füllkrug phát xuống, tung cú sút căng đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma. Khoảnh khắc tỏa sáng của mũi nhọn người Đức giúp Dortmund quật ngã PSG với tỷ số 1-0, qua đó nắm lợi thế khi bước vào trận bán kết lượt về tại Paris vào tuần tới. PSG trả giá bởi hàng loạt sai sót nơi hàng phòng ngự. Ở bàn thua trong hiệp 1, Marquinhos chọn vị trí lỗi khiến bẫy việt vị của đại diện Leeds 1 không phát huy hiệu quả. Chỉ ít phút sau, đội trưởng PSG tiếp tục chơi lúng túng. Nếu thủ thành Donnarumma không chơi xuất sắc, Marcel Sabitzer có thể nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Sang hiệp 2, PSG đẩy nhanh tốc độ lên bóng và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Trong ngày kém may mắn, các chân sút của nhà đương kim vô địch Pháp đều không thể đưa bóng vào lưới Dortmund. Phút 51, thủ môn Kobel bị đánh bại nhưng cú sút của Mbappe, Hakimi đều đưa bóng đi trúng cột. Không lâu sau, khoảng trống mở ra trước mắt Fabian Ruiz. Ở vị trí trống trải, tiền vệ này lại làm huấn luyện viên Enric ngỡ ngàng với pha đánh đầu đưa bóng đi trượt cột. Trong những phút còn lại, Dortmund đẩy lùi PSG về phần sân đối diện bằng những pha lên bóng đẩy tốc độ ở cánh phải, nơi có sự hiện diện của Jadon Sancho. Cựu cầu thủ MU đột phá dũng mãnh và suýt giúp chủ nhà kết liễu PSG ở phút 60, đường truyền của Sancho loại hàng thủ đội khách nhưng Füllkrug lại đệm vọt xà khó tin. Ở phía đối diện, Ousmane Dembélé có ngày thi đấu tệ hại khi đối đầu câu lạc bộ cũ. Phút 81, cầu thủ người Pháp đá bay hy vọng gỡ hòa của PSG bằng pha xử lý đưa bóng lên hàng khán đài từ vị trí không bị ai kèm. PSG dứt điểm đến 14 lần nhưng hiệu quả bằng không, qua đó tự đẩy mình vào thế khó ở trận lượt về trên sân nhà. Tại Parc des Princes, PSG phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể đi tiếp.